xin chào tất cả các bạn chào mừng các bạn quay trở lại với video tiếp theo của mình ngày hôm nay thì lâm lại tiếp tục hướng dẫn cũng như là chia sẻ cho tất cả các bạn về một cái trang web mà giúp chúng ta có thể đào được cái đồng tiền điện tử ltc hoàn toàn là miễn phí nhé khi các bạn đăng ký ấy, là nó sẽ tự động đào cho chúng ta kể cả khi các bạn tắt mạng hoặc là các bạn thoát ra nhé nó vẫn tự động đào cho chúng ta và một cái điều rất là hay ở trên cái trang web này là khi chúng ta đăng ký này tham gia trong vòng 15 đến 20 phút thôi là các bạn có thể rút được tiền rồi. Bởi vì min rút ở trên cái trang web này nó rất là nhỏ nhá Nên là các bạn có thể rút được tiền rất là nhanh. Bây giờ mình sẽ vào hướng dẫn này. Trước khi vào hướng dẫn thì như các bạn có thể để ý này. Giá trị hiện tại của một cái đồng LTC nó đang có giá là 97 đô nhá Hiện tại tất cả các đồng coi đang xuống như các bạn có thể để ý này. Đấy, còn 97 đô thôi Tính ra tiền Việt thì nó rơi vào tầm nào hơn 2 triệu tiền Việt nhá Nhưng mà không sao bây giờ các bạn có thể kiếm Giả sử mà tới này nó tăng lên tầm nào hơn 100 đô Hoặc là 200 đô chẳng hạn Lúc đó chúng ta bán đi là chúng ta có thể lãi được một chút rồi nhá Đấy là cái phần về giá trị của cái đồng TC Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký trên trang web nhá cái đường link tham gia thì Lâm sẽ để dưới phần mô tả của video. Khi các bạn ở trong cái đường link thì nó sẽ hiện lên một cái giao diện như thế này nhá. Bây giờ chúng ta có thể kéo xuống ở bên dưới này Bởi vì các bạn tham gia đào thì các bạn phải kéo xuống mãi bên dưới này nhá. Bởi vì cái mục đào ấy nó ở mãi bên dưới này Nên là các bạn có thể kéo xuống bên dưới này cho mình này Ở bên dưới này nó hiện lên rất là nhiều những cái đồng coin Giả sử nhà Bitcoin ETH này là TC này, Dego Bitcoin ở đây nhá. Nhưng mà ở đây các bạn chỉ đào cho mình đó là cái đồng là TC thôi. Còn những cái đồng coin khác ra khi mà các bạn đào ấy, thì các bạn rút tiền thì nó lại không trả cho chúng ta về ví đâu nhá. Chỉ có mỗi đồng là TC này thôi là khi chúng ta đào, chúng ta rút tiền thì nó lại trả về ví cho chúng ta. Lâm cũng không hiểu tại sao nữa. Hay là nó chỉ cho chúng ta khai thác LTC thôi, bởi vì cái phần này đấy đó là LTC nên là nó chỉ cho chúng ta khai thác LTC thôi nhá. Rồi các bạn kéo xuống này. LTC hiện tại đang giảm nên là cái số lượng Satoshi nó trả cho chúng ta nó sẽ nhiều hơn Nên là các bạn có thể tích tới này mà LTC nó tăng lên Là lúc đó chúng ta bán là chúng ta cũng có thể lãi được kha khá rồi nhá Đấy là cái phần mà mình hướng dẫn các bạn là về giá trị của LTC này Mình kéo xuống, ui nhiều thế Rất là nhiều đồng coin nhá, đây chúng ta kéo xuống này Nó sẽ hiện lên một cái phần các bạn để ý này Yêu cầu thêm tiền điện tử đây nhá Các bạn ấn mục màu xanh yêu cầu thêm tiền điện tử đây cho mình này rồi mình sẽ ấn mục phần à, yêu cầu thêm tiền điện tử đây nhé các bạn nên nhớ phải làm theo như lâm hướng dẫn này sau đó chúng ta sẽ vuốt lên này rồi đây các bạn để ý này nó sẽ hiện lên cái phần để các bạn thể khai thác ở đây chúng ta kéo và chọn đúng là cái đồng LTC đây nó có hướng dẫn luôn này Đấy, có cái hình cái chuột này này và chỉ vào cái đồng coin LTC ở đây nhé để giúp các bạn có thể đào được luôn này rồi chúng ta sẽ ấn mục phần LTC ở đây nên nó hướng dẫn rất là chi tiết cho thấy cái trang web này cũng khá là hay đấy. Rồi khi các bạn ấn mục LTC chúng ta lại tiếp tục kéo xuống này, kéo xuống bên dưới này nha các bạn nhé. Rồi mình sẽ vuốt xuống bên dưới này. Bên dưới này hay bên trên nhỉ? Lắm nhớ hình như là bên bên trên các bạn, bên trên nó sẽ có một cái phần bắt đầu hình như là nó chưa xuất hiện ở à đây đây các bạn để ý này đó bên trên mình cứ kéo xuống đây các bạn để ý này nó hiện lên cái từ đó từ bắt đầu ở ngay bên trên thôi nhá các bạn nhé ở ngay bên trên vuốt xuống nó đã hiện lên cái từ bắt đầu rồi đây chúng ta sẽ ấn một phần bắt đầu đây nhá rồi làm sẽ ấn một phần bắt đầu đây này rồi các bạn hãy vuốt lên bên trên nhá nó sẽ hiện lên cái phần để các bạn thể đăng nhập này như các bạn để ý này nó sẽ hiện ra cái phần đăng nhập ở đây nhá chúng ta sẽ xác minh cái mã captcha này trước này sau đó các bạn sẽ điền cho mình cái địa chỉ ví là tc rồi mình sẽ xác minh cái mã captcha ở đây nhá sau khi mà chúng ta đã xác minh xong cái mã captcha rồi Bây giờ các bạn sẽ điền cho mình cái địa chỉ ví LTC ở đây Địa chỉ ví LTC này là các bạn lên cái ví Forecast Pay ấy Cái ví Forecast Pay mà hôm trước Lâm có hướng dẫn các bạn là tạo ví rồi ấy Nên là chúng ta chỉ việc vào ví Forecast Pay các bạn sao chép ra Sau đó các bạn dán ra đây cho mình nhá Rồi bây giờ Lâm sẽ lên cái ví Forecast Pay Lâm sao chép cái ví LTC này Mình đã đăng nhập vào ví Forecast Pay rồi nhá Bây giờ các bạn ấn một phần gửi tiền đây cho mình này để các bạn có thể sao chép cái địa chỉ ví LTC nhé, rồi kéo xuống này chọn cái đồng là LTC ở đây cho mình. Như các bạn để ý này, đây cái đấy địa chỉ ví LTC đây. Các bạn ấn một phần sao chép đây nhá Sau khi mà chúng ta đã sao chép xong rồi, bây giờ mình sẽ quay trở lại trang web và bây giờ mình sẽ dán cái địa chỉ ví LTC mà vừa lấy chúng ta đã sao chép ở bên Forcast Pay ra đây nhé. Đây mình sẽ dán ra đây này, nó hiện lên rất là nhiều địa chỉ này. Và các bạn sẽ ấn mục phần đăng nhập ở đây cho mình này Nó sẽ hiện lên cái mục đó, mục đăng nhập đây nhá Mình sẽ ấn mục phần đăng nhập ở đây Sau đó chúng ta sẽ chờ một lúc nhá Các bạn để ý này, nó hiện lên thành công đây nhá Như vậy là chúng ta đã đăng ký cũng như là đăng nhập thành công được cái địa chỉ ví LTC Và các bạn có thể khai thác được rồi nhá Chúng ta có thể vuốt xuống này Đây các bạn để ý này Vuốt xuống đây là địa chỉ ví của chúng ta này Và các bạn kéo xuống bên dưới này cho mình này À, số dư của mình đã đạt đến giới hạn này bây giờ mình cần phải rút ra nhé đây giả sử hiện tại thì mình đã đủ min rút rồi nhá mình có thể kéo xuống và mình sẽ rút nhé bởi vì mình đăng ký trước đó là 10 phút rồi 10 đến 15 phút rồi nhá đây mình sẽ rút ra này xem tiền nó về nhanh hay không nhá và nó cũng hiện lên cái đường link để mình có thể đi chia sẻ và mời bạn bè ở đây nhá rồi mình sẽ xuống mãi bên dưới này nó sẽ hiện lên cái phần rút tiền nhá các bạn nhá đây các bạn để ý này bên dưới này nó hiện lên cái mục đó mục rút tiền đây nhá rồi mình sẽ ấn một phần rút tiền ở đây này. Sau đó mình sẽ kéo xuống tiếp theo này. Mục rút tiền nhá. Rồi các bạn kéo xuống bên dưới này cho mình này. Đây. Phần rút tiền về cái ví for cut pay đây nhá. Min rút ở đây rất là thấp thôi. Chỉ có à, 50 Satoshi của đồng đồng TC là các bạn có thể rút. Và phí ở đây là 10 Satoshi của đồng đồng TC nhá. Và hiện tại mình đang có là 800... À đâu? 8.270 Satoshi của đồng LTC và bây giờ mình sẽ ấn một phần rút về forecast bay đây này. Rồi mình sẽ ấn một phần rút về forecast bay đây nhá. Rồi như vậy là mình đã rút thành công rồi đấy. Và bây giờ mình thử kéo xuống nào. À, về trang chủ xem nó đào chưa nhá. Kiểu như vừa nãy mình đã đào kiểu như đến cái giới hạn mà không chứa được LTC nữa rồi. Nào mình sẽ kéo xuống này. Rồi mình sẽ ấn một phần bảng điều khiển đây Xem cái đồng LTC của mình chạy chưa nhá Xem đồng LTC của mình hoạt động chưa này Mình lại kéo xuống đây cho các bạn xem Đây như các bạn để ý này Đồng LTC của mình lại chạy tiếp rồi nhá Vừa lấy mình đã rút hết rồi Và bây giờ nó lại tiếp tục chạy ở đây Và ở đây nó chạy tự động cho chúng ta Như các bạn để ý này chạy rất là tít ở đây nhá Và bên dưới này nó sẽ hiện những cái đường link này Để các bạn có thể đi giới thiệu bạn bè nhá Ở à, cái mục đi giới thiệu này Thì theo Lâm ấy, thì giới thiệu thì nó chỉ gia tăng được cái tốc độ rất là thấp thôi Đấy, nên là bạn nào mà không cần đi giới thiệu vẫn được nhá Cứ 10 đến 15 phút chúng ta vào rút tiền một lần Đấy rất là nhanh thôi Bây giờ Lâm thử sang kiểm tra xem cái ví Forecast Pay Xem cái số Satoshi LTC mà Lâm vừa rút xem nó về chưa nhá Để các bạn để ý này nó đào rất là nhanh nhá Rồi bây giờ Lâm sẽ sang kiểm tra ví này Rồi bây giờ Lâm sẽ kiểm tra nhá Lâm sẽ kéo lên này ấn mục phần trang tổng quát đây để chúng ta thể kiểm tra đây nhá ấn mục phần trang tổng quát đây sau đó chúng ta sẽ kéo xuống ở mục bên dưới này nhá bên dưới cái phần lịch sử ấy đây các bạn để ý này như vậy là lâm đã được cộng vào là một nghìn này 890 Satoshi của đồng LTC Nó đã chuyển về ví cho, cho chúng ta rồi nhá Đấy rất là nhanh Trong vòng chỉ vài giây thôi Và min rút ở đây rất là thấp nhá là chỉ có 50 Satoshi thôi là chúng ta có thể rút được rồi Nên là bạn nào mà đăng ký tham gia trong vòng 15 phút thôi Có nghĩa là chúng ta đăng ký xong ấy chúng ta thoát ra trong vòng 10 đến 15 phút thôi Là các bạn sẽ vào rút tiền một lần Nên nhớ nhá cứ 10 đến 15 phút chúng ta vào rút tiền một lần Để cái mục đào của chúng ta nó đỡ bị đầy nhá Vừa lấy Lâm là bị đầy ấy, nên là chúng ta cần phải rút ra này rồi đấy là cái phần mà Lâm hướng dẫn các bạn là rút tiền ở trên cái trang web mà giúp các bạn có thể khai thác được cái đồng LTC hoàn toàn là miễn phí nhá thì ở trên trang web đó bạn nào không hiểu thắc mắc gì các bạn thể kết bạn qua zalo hoặc facebook với lâm lâm sẽ hướng dẫn bây giờ lâm sẽ sang quay một cái event và tặng thẻ cho một bạn may mắn nhất đây bây giờ lâm sẽ quay một cái event và tặng thẻ cho một bạn may mắn nhất nhá xem video đợt trước của lâm có bao nhiêu comment đây thì bạn nào muốn tham gia event của lâm ấy các bạn không cần phải để lại số điện thoại đâu nhá Mà khi các bạn comment Các bạn chỉ cần comment cho Lâm này Một lời chúc hoặc là có câu hỏi gì Các bạn có thể hỏi ở bên dưới comment nhá Giả sử Lâm mà quay chúng bạn nào Thì bạn đó có thể kết bạn qua Zalo hoặc Facebook với Lâm Lâm sẽ gửi cho bạn đó một phần quà nhá Đấy là một cái thay đổi nho nhỏ Ở trên Evan của Lâm này Video đặt trước của Lâm có 72 comment Rồi bây giờ chọn ra một bạn may mắn nhất đây Xin chúc mừng bạn à, săn mồi này À, bạn này vẫn để lại số điện thoại thì sau video này bạn có thể kết bạn qua zalo hoặc facebook với lâm nhé lâm sẽ gửi cho bạn một phần quà và từ video sau đi bạn không cần phải để lại số điện thoại đâu nhé rồi thì video của lâm kết thúc ở đây xin chào tất cả các bạn